thiết thực chào mừng 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2022 và Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Tối ngày 21 tháng 7, tại Nhà văn hóa xã Mỹ Đồng, Liên đoàn Lao động huyện và Cụm Công đoàn số 5 tổ chức liên hoan vũ điệu công đoàn. Dự chương trình có đồng chí Bùi Văn Biên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, lãnh đạo một số phòng ban ngành của huyện, đại diện lãnh đạo các địa phương trong cụm và đông đảo cán bộ, đoàn viên, công đoàn, nhân dân đến xem và cổ vũ. Tại chương trình, nhằm kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần các vũ công, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện và Cụm Công đoàn đã tặng hoa cho đại diện các đội thi. Vũ điệu là những điệu nhảy của tập thể. Qua các vũ điệu giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng và kết nối mọi người gần gũi lại với nhau. Đây là một hoạt động rất lành mạnh, không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động sau bao ngày lao động vất vả. Cụm Công đoàn số 5 gồm Công đoàn cơ quan các xã Mỹ Đồng, Cao Nhân, Chính Mỹ, Hợp Thành, Quảng Thanh, Phù Ninh, An Sơn, Kỳ Sơn, Lại Xuân. Tham dự liên hoan vũ điệu công đoàn tại cụm số 5 có 9 đội tham gia với trên 200 vũ công đến từ Công đoàn cơ quan các xã. Thời gian gần đây, hoạt động dân vũ diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn, thu hút đông đảo nữ đoàn viên công nhân viên chức lao động, tạo sân chơi bổ ích thiết thực trong đời sống. Tại đây, chương trình liên hoan, mỗi đơn vị tham gia một tiết mục vũ điệu sôi động, khỏe khoắn với đa dạng thể loại như nhảy cha-cha-cha, nhảy rumba, nhảy bachata và nhảy dân vũ. Các vũ điệu không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần. Với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, phụ kiện đến sự luyện tập công phu, các đội thi đã mang đến cho liên hoan những phần trình diễn đẹp mắt, sôi động, đặc sắc với những bài nhảy điêu luyện như nhảy cha-cha-cha, pep-pop trên nền nhạc nước ngoài của Công đoàn cơ quan xã Kỳ Sơn, nhảy dân vũ vũ điệu đoàn kết của Công đoàn cơ quan xã Chính Mỹ và nhảy cha-cha-cha trên nền nhạc Hãy cho tôi của Công đoàn cơ quan xã Mỹ Đồng, được đông đảo khán giả xem và cổ vũ. Liên hoan vũ điệu công đoàn giúp đoàn viên, người lao động trẻ trung, năng động, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, giúp đoàn viên công đoàn tự tin, sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, ngày càng gắn bó với tổ chức công đoàn, tổ chức hội. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể, đồng thời tạo điều kiện cho đoàn viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong công tác. Cuối buổi liên hoan, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 3 giải nhì và 4 giải ba và chọn các tiết mục của Công đoàn xã Kỳ Sơn, xã Quảng Thanh và xã Mỹ Đồng tham gia chung kết liên hoan vũ điệu công đoàn lần thứ nhất của Liên đoàn Lao động huyện vào tối ngày 25 tháng 7 tới.